nhiều người đàn ông bây giờ đi ra ngoài làm ăn là dính vào người nữ và nhiều việc trong cái cuộc sống hiện tại về cái tội dâm dục này đáng sợ lắm quý vị nhiều cái quả báo từ cái tâm dâm dục này mà nhiều người chúng ta không nghe là không hiểu nghĩ rằng Tại sao vận xui cứ đến với mình liên tục kỳ cục như vậy Mà không biết được rằng Cái tâm tham dục này đáng sợ lắm quý vị ơi Nó vạn ác dâm đứng đầu mà Nên đã có vợ có chồng rồi Mà đi gian díu với người khác Thì gia đạo này tan nát Con người Sẽ mất đi cái phước duyên và từ từ rồi là mất lòng tin đối với người khác luôn Muốn cho một gia đình hạnh phúc Là cái việc này phải cấm tiệt Mình phải chung thủy đối phương Đối với vợ với chồng Phải chung thủy Và vì cái việc mà Tham dục này mà bây giờ quý vị có tệ nạn Phá thai quý vị coi lan tràn khắp nơi nơi bao nhiêu là hình ảnh đòi chị phim đen đòi chị đã phá cái tâm hồn nhiên của trẻ em biết bao nhiêu cháu mà nói nên những đứa có đọc một câu chuyện rằng nếu như những cái hình ảnh đòi chị mà để cho người khác thấy để khởi tâm giám dục làm điều dâm dục những cái bộ phim đòi chị người coi khởi tâm xấu làm điều sai thời gian trải qua càng dài thì nhiều người càng tạo nghiệp đỏ địa ngục không có ngày ra những cái hình ảnh những bộ phim này chừng nào mà xóa sạch hoàn toàn và tất cả những người đỏ lạc trong địa ngục không còn một người nào nữa hết và sách về tiểu thuyết nêu lên về khiêu gợi sự tham dục rồi hình ảnh rồi phim này chừng nào quỷ diệt sạch hết rồi tất cả những người coi đó Đọ lạc không còn một người nào chịu cảnh đọa lạc nữa hết thì cái người chụp hình khiêu dâm kia và đóng phiên đòi chị kia và ghi những quyển sách mà khiêu gợi lòng dục kia thì mới thoát khỏi địa ngục đáng sợ chưa đó nên người có trí thức ghi ra một quyển sách để khuyến thiện thì có công đức vô lượng nhưng người có học hành mà ghi ra những quyển sách cho người ta coi Để mà hư cái tâm con người Để mà khởi dục vọng Những cái quyển tiểu thiết Mà để hư con người ta Như vậy thì cái sự đòi lạc quý vị biết chừng nào Mà quý vị ra khỏi địa ngục Bởi vì con người mà không nghe nhân quả Không nghe giáo dục đạo đức rồi Thì con người diệt ác gì cũng dám làm Có khi càng học nhiều thì càng tạo ác nhiều quý vị nên nếu quý vị phải nhớ rằng là Gia đạo tan nát là ngay chỗ cái tội tà dâm này lớn lắm nè Rồi vợ chồng cũng do gì tham dục quá nhiều Mà cuối cùng cái hạt giống sanh ra là hạt giống yếu ớt Đứa con này lú lẫn không có trí tuệ Không có tâm vượt lên chính mình Tại vì sao? Vì vợ chồng quá thăng mặt nhiều Thì tin người đàn ông này sẽ loãng đi Hạt giống này yếu ớt đi Thì sanh ra đứa con là lú lặng ngu si Bệnh hoạn Khờ dại câm điếc Bệnh giật Đủ thứ căn bệnh là từ do cái hạt giống Của người cha này quá yếu ớt Và từ cái tâm tham dục Mà tổn phước rồi thì cuối cùng Tạo ra cái hạt giống Không làm được gì cả Khi lớn lên thì tâm Tham dục từ khi còn nhỏ nên từ ngay chỗ nền giáo dục về nhân quả về đạo đức làm người nếu họ nghe được thì tự nhiên họ sẽ chừng mực lại nên chư tổ sư nói rằng vợ chồng đến với nhau như khách ý là phải dè dặt một chút để có được hạt giống mạnh mẽ để cho đời sau kế thừa có được cái tương lai cho xã hội cho đất nước và gia đạo mà được hạnh phúc Đứa con có trí tuệ sáng suốt Sở học có góc độ sâu Như vậy thì sanh một đứa con là có kết quả một đứa con Nếu như đôi vợ chồng này quá tham dục Ăn ở tùy tiện Như vậy thì sanh con chắc chắn là con lú lặng Con ngu si Con ác độc Mình gieo nhăn gì thì ra quả nấy thôi quý vị à Phải nhớ đó Rồi quý vị coi xã hội hôm nay những đứa coi có những công đoạn mà những sinh viên học sinh quý vị từ lớp 7 lớp 10 mà cho tới qua đại học luôn. Bị bệnh gì quý vị biết không? Thủ dâm. Những đứa đọc qua một số bài mà các giáo sám hối, nghe Phật pháp rồi sám hối. Thì các cháu trong những bài viết đó các giáo để rằng các cháu xin sám hối Và phiên tất cả các bạn Đừng làm những cái việc thủ dâm như tôi Chính tôi từ năm lớp 7, lớp 10 Đã mang tội thủ dâm Tôi thấy cái vận số tôi rõ ràng Càng ngày càng xui xẻo Từ là một học sinh giỏi vô cùng Mà càng ngày càng xuống dốc xuống dốc Xuống đến cái mức mà không chấp nhận được Dù là cố gắng học có khi cũng lên lớp nhưng mà học tệ lắm Và có người càng ngày càng yếu ớt Còn trẻ mà cũng như là một ông già bà già Các cháu ghi sám hối nói gì đó Họ mặt mày thì mụn đầy hết Cơ thể thì hôi hám Gần gũi ai cũng không có sự tự tin gì cả Bạn bè tốt thì tránh xa Bạn bè mà giới tính Bất thường thì lại gặp mình Thường là chiêu cảm những bạn bè xấu đến chơi với mình Còn cơ thể thì thấy gớm ghê Hôi hám vô cùng Vì sao vậy biết không Vì nó hết phước Mà thủ dâm bao nhiêu năm chờ Mà làm sao mà còn phước được Với con người mặt mày nhạt nhẽo xanh xao Mặt thì nổi mụn đầy Cái bệnh thủ dâm là gì đấy Đáng sợ vậy đó Rồi cái vận xui làm việc gì cũng không thành công dù là ra trường rồi đi xin việc làm mà Không làm được gì cả con người yếu ớt Làm việc gì mệt một chút là nó thở hào hển Cũng như là ông già vậy đó Bởi vì biết rằng Con người khỏe mạnh Sáng suốt trí tuệ là do tinh lực Mà mỗi ngày Bỏ tinh lực của mình ra ngoài hết Thì cơ thể này cũng như cái cây mà hết mũ Con người mà hết máu quý vị Làm sao đầu óc sáng suốt có người bình tĩnh được Con người đó tâm loạn tưởng Vì cái bệnh thủ dâm này một ngày dài lặng là tiêu rồi Nên đáng sợ lắm quý vị à. Nên những bài học tập này Những đức gạo sơ quá một số điều Về cái xã hội hôm nay Về cái nghiệp tà dâm này Phá vỡ gia gan Của nhiều người Và phá vỡ cuộc đời Của tuổi trẻ vị thành niên Do ngay cái chỗ không tiếp nhận giáo dục nhân quả Giáo dục đạo đức Mà cái xã hội chúng ta càng ngày càng bị Xa xúc về nhân cách đạo đức Quý vị biết rằng tuổi trẻ Là nền móng Cho đất nước Vậy mà tuổi trẻ bây giờ nào là ghiền game Phải đi cái nghiện game Những đức nói mạnh dạng một câu nếu con nít mà ghiền game Thì con nít này không còn một cái đầu óc gì để nghĩ về cái việc lớn lao của xã hội Của đất nước nữa cả Những Đức nói rằng Những cái trò chơi này Mà chúng ta để tồn tại Như vậy thì chúng ta đang quỷ diệt Con em của chúng ta đó quý vị ừ. Đang quỷ diệt con em chúng ta Những Đức đã thấy những thanh niên Đã có vợ rồi mà ghiền game gia đình còn tan nát Trẻ em thì ghiền game bỏ học Học hành không tới đâu Mặt mài nhạt nhẽo xanh sao Thức phía chơi game Mới đây có một cháu 14 tuổi Con trai Nó cao thiệt cao mà nó ốm nhôm Người nó như da bọc xương Hỏi ra là nó nghiện game Tại sao những trò chơi này mà mình để tồn tại Quý vị ngồi suy nghĩ nè Dù là kiếm được một số tiền Nhưng mà bây giờ quỷ hoại cuộc đời của trẻ em Mà trẻ em là nền móng của đất nước mà Rồi mạng lưới thì làm sao mà chúng ta quản lý kỹ được con nít nhỏ xíu thôi toàn là cầm điện thoại Mà bấm vào những trò chơi Hư hỏng Rồi cuối cùng hư đi tư tưởng các cháu hết chứ Con người làm sao thoát ra được Cái sự cám dỗ bây giờ lớn lao như vậy vị Cả ngày cầm điện thoại thì tâm trí đâu mà học Có những cháu ghi sám hối rằng Cả ngày có phim đen Coi phim đen xong rồi thủ dâm Trời à ơi Cái kiểu này là hạt giống Trẻ em Về đất nước sẽ bị ảnh hưởng Sa xúc lớn quá quý vị Còn đâu nhân tài cho đất nước nữa Họ phần nhiều bây giờ Tới người lớn mà cũng nghiền game nữa Giết rồi con người nó đờ đẳng Rồi nó nghĩ sai làm bậy hết chứ Đó Nên những điều này chúng ta nêu lên nhắc nhở Để mà cái tâm mình nó suy nghĩ lại và nó hồi phục lại chính mình tất cả những cháu mà về cái nghiệp mà thủ dâm nè các cháu chân thật mà quay đầu mà muốn quay đầu được là phải nhớ phải từ nơi cái bản thân mình mình nhìn rằng cái bản thân mình mình chê chán rồi cuối cùng là chính mình nếu như mình không quay đầu thì mình sẽ tự quỷ diệt mình giống như tự sanh tự diệt có những cháu mà gọi là thủ dâm mà chân thật quay đầu sám hối mà muốn bỏ được cái việc thủ dâm này Là phải tìm đến Phật Pháp Phải có một phương pháp tu Phải có những thời gian Dụng công tu Để mà nó quên đi cái chuyện thủ dâm Chứ nếu như mà Không có cái phương pháp tu Là không buông được Cái việc thủ dâm này đâu Có những cháu ghi nói rằng Bỏ được thời gian rồi Cuối cùng là dính lại nữa mà các cháu nói rằng là bị cái bệnh này là ngay cái chỗ là thường ở trong phòng một mình ít giao tiếp với ai thường được lên mạng rồi coi phim này phim kia rồi tự nhiên kích động mình rồi tự làm mình nếu như chúng ta hỏi rằng các con cảm thấy có hối hận hay không thì các cháu nói nếu cho con quay đầu thì nhất định con sẽ không bao giờ con làm cái việc này vì cái việc này tổn hại bản thân mình quá và tổn hại cái âm đức mình lớn quá quý vị à quá lớn nên chúng ta học tập khuyên người bỏ sự tham dục vì chấn chỉnh lại cái tâm bất thiện của mình và phát triển cái thiện để bồi dưỡng cái phúc đức lại thì con người nhất định sẽ tôn phải nhớ rằng dù là chúng ta có tạo nghiệp gì đi chăng nhưng khi chúng ta hoàn chỉnh cái tâm từ từ và hồi phục cái tâm xấu ác đó lại loại bỏ những cái ý niệm xấu ác ra và chúng ta mỗi ngày Đọc những sách thiện Và thường nhớ Phật niệm Phật Đem cái phương pháp niệm Phật làm chính Để mà nhắc nhở chính mình Để mà mình có một phương pháp mình tu hành Hoặc là dùng phương pháp lễ Phật mà Trên cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ Những đức chỉ phương pháp lễ Phật Phải dùng phương pháp lễ Phật để mà nó Động cái thăng mình mỗi ngày Mà mình phải thao tác Để mà nó không có rảnh rỗi Thời gian để mà nhớ tham dục Rồi đi thủ dâm rồi dục vọng phải có một phương pháp nhất là phương pháp nhớ phật niệm phật phương pháp nhớ phật niệm phật là hay nhất để mà điều chỉnh cái tâm xấu ác đó lại phải nhớ đó nhớ phật niệm phật hay nhớ bồ tát niệm bồ tát đều là những danh hiệu thiện tâm để mà cho mình quay lại đừng nên nghĩ những điều xấu ác để làm những điều xấu ác nữa rất là nhiều gia đình tan nát về cái chuyện mà vợ hoặc chồng đi ra ngoài gian díu Người xưa nói rằng chỉ từ cái hành động nhìn ngó Liếc mắt đưa tình hành động sai quấy của nội tâm Như vậy mà còn ảnh hưởng đến cái âm đức của một con người Không chi chúng ta làm những hành động sai quấy Nên chúng ta nên chân thật mà quay đầu Thì gia đạo tức khắc nó sẽ tốt đẹp lại quý vị Gia đạo nó tốt đẹp Những đứa coi hai câu chuyện Du tịnh ý công gặp táo thần và liễu hàm tứ quấn Những đứa mới cảm giác ý niệm ác nguy hiểm vô cùng nếu con người cả ngày mà thường nghĩ ý niệm ác Thì phước gì cũng tiêu Con người muốn phát cái niệm thiện Là mỗi ngày phải nhớ Phật, niệm Phật Nó mới phát được cái niệm thiện Nhớ Bồ Tát, niệm Bồ Tát Bồ Tát quán thế âm, đại từ, đại bi Từ là ban vui, bi là cứu khổ Như vậy thì chúng ta thường nhớ Bồ Tát quán thế âm Thường nhớ ai với Đà Phật Như vậy thì cái tâm niệm xấu ác kia Từ từ nó sẽ nhạt nhẽo đi nên con người muốn quay đầu Nhất định phải có một phương pháp tu Tu dưỡng chính mình lại Để hồi phục phước đức của mình lại Phước đức mình có thể quỷ diệt Và chính mình cũng có thể Bồi dưỡng bổ túc lại Giống như một chai nước chúng ta uống hết Nếu như muốn có nước Thì phải chăm nước vào Thì nhất định sẽ có nước Một con người kiệt quệ Về tinh khí thần Như vậy thì quý vị chỉ cần ngưng lại Và bổ túc tinh khí thần từ tích tụ cái tâm thiện nhất định là quý vị cũng sẽ được hồi phục một con người thủ dâm mặt mày mụn xám xịt phước giảm thì con người này chỉ cần đừng thủ dâm nữa chân thật mà bổ túc cái tâm thiện mỗi ngày làm thiện hồi phục lại từ 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 và phát lồ sám hối chân thật không làm cái việc thủ dâm nữa thì tức khắc phước báo nó phát diễn và con người sẽ hồi phục từ 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 lại phải nhớ Tội từ tâm khở đem tâm sám Cái tội từ tâm này khở nè Cái tâm mà thủ dâm là từ cái tâm mà Mà nó muốn rồi bắt đầu nó mới làm cái chuyện nó thủ dâm Nhưng bây giờ từ cái tâm nhớ Phật rồi Nó đâu còn cái tâm mà nhớ mình làm cái chuyện thủ dâm Mà mình thấy mình làm chuyện thủ dâm này Cái chuyện tồi bại nó kỳ cục quá Rồi mình làm với mình cảm thấy ghê gớm ăn thân mình luôn Bây giờ cái người mà có cái tâm như vậy là họ đang có phương hướng quay đầu mà khi họ có phương hướng quay đầu Mà bây giờ họ gặp Phật Pháp Có người chỉ dạy họ một phương pháp Để mà quay đầu Là phải thường nhớ Phật niệm Phật Để đem có Phật hiệu để vào tâm Rồi dùng phương pháp lễ Phật Và quỳ trước Phật phát lồ sám hối Con phát nguyện từ hôm nay Không làm chuyện xấu xa này nữa Thì tức khắc Nó kết hợp nhiều mảng Bắt đầu là nó quay đầu lại được Rồi những ngày Chủ Nhật đi đến đây cộng tu Với số lượng đông người Ở trong đạo tràng chiên tu cộng tu với đại chúng mỗi tuần chủ nhật nó giúp cho tâm tư mình nó khuây khoảng thoải mái bắt đầu là lúc đó từ từ nó khởi cái thiện tâm, bắt đầu là nó mất đi cái tâm địa xấu ác. Thay đổi lại điện thoại dùng điện thoại trắng đen để mà xài để mà bỏ cái nhăn nhìn thấy để mà coi phim ảnh. Đó. Tại vì mình rất là muốn sửa đổi nên bất cứ cách nào mình cũng phải quay đầu. Để mà đoạn trừ Để mà quay đầu Vì nếu như mình không quay đầu Thì chính mình quỷ diệt bản thân mình Chết đi rất là uổng cuộc đời Nhưng những cái tội tà dâm và thủ dâm này Chết đi chắc chắn đọa lạc Đọa lạc là chắc chắn Và mỗi lần mà thủ dâm như vậy Thì những loài quỷ Hút tinh khí Thường là bên cạnh để hút tinh khí Đáng sợ lắm quý vị nó Nên chúng ta phải chăng thật mà quay đầu cái câu chuyện này để là đức hạnh đáng khâm phục vì sao nói là đức hạnh đáng khâm phục? Cái câu chuyện này những đức kể sơ qua cho quý vị nghe. Thời xưa bên đất nước dung Hoa là có những cái vị trí mà con người có thể mua và bán được. Những người nữ đẹp người ta có thể mua về làm thiếp. Thì cái ông quan này ở phương xa khi mua một cô gái này Và người bạn này mới gỡ cho một người bạn sẵn đường đi Đưa đến nơi đó dùm Mà trên đoạn đường đi này Mười ngày mười đêm Mà đi đường vắng vẻ rồi Mũi đồ nhiều Khi ngủ thì ngủ cùng chung trong mùng Khi mà Người này đưa đến trong quan thì ông quan hỏi là trên đoạn đường đi còn ai hay không là không không còn ai nữa chứ thì ông quan này trong lòng ông xám cái mặt ông lên ông nghĩ rằng có người mà làm sao chịu nổi giữa nam nữ trẻ như vậy đi cùng với nhau 10 ngày 10 đêm mà ngủ chung trong mùng thì làm sao mà giữ nổi cái tâm có nghĩa là ông lấy cái tâm tiểu nhân mà đo lường cái lòng quân tử Thì khi mà đêm đó ông gần với người thiếp của ông Thì ông mới biết người thiếp này trong trắng Thì trong lòng ông bái phục cái người đàn ông này vô cùng Nên câu chuyện này mới để là đức hạnh đáng khâm phục Nên lờ bàn những đức đọc đoạn lờ bàn này nè Tâm địa của tầng chiêu Đây là cái người thanh niên tầng chiêu đó nếu chẳng phải hoàn toàn Có bị dục tình của con người chi phối chỉ một mực văn theo lẽ chờ thì khi cùng với một cô gái tuyệt đẹp như thế ăn cùng mâm ngủ cùng chiếu trong suốt 10 ngày dài làm sao có thể không khởi lên chuyện dục tình tầng chiêu như thế cố nhiên đã là một bậc quân tử đức hạnh nhưng cô gái kia cũng là một trang thục nữ trong trắng thanh cao đức hạnh cao vờ và tấm lòng chinh trắng thanh cao ấy thật khiến cho người ta phải hết sức khâm phục ngưỡng mộ vì thế nên cho khắc in thêm vào đây để lưu truyền rộng rãi cái đức hạnh này tự nhiên nó tăng âm đức lên quý vị coi có người mà không tham dục tùy tiện rồi thì người làm được việc lớn không à còn có người mà quý vị coi trong lịch sử đi ai mà tham dục rồi dù làm cái việc lớn gì đi chăng nữa cuối cùng cũng là không có thể nào thành tụ được viên mãn đâu quý vị quý vị coi ông vua nào mà tham dục tùy tiện rồi là mất nước ông quan nào mà tham dục thì nhất định là mất chức quyền có khi mất đầu một con người đi làm ăn phương xa mà tham dục thì mất của cải có khi mất luôn mạng một người đàn bà mà ham tiền thì chắc chắn rằng là bỏ trong nhà từ nơi đó chúng ta phải thấy được cái mối quả hại của tâm tham dục thí dụ như một ông già này vô cùng tham dục, thì ông già này ông muốn ông mắc mạng sớm. Bây giờ nhiều con người quý vị biết rằng cái bệnh nhiều nhất là bệnh gì? bị khớp. Những đức gặp rất nhiều người đàn ông bị khớp, tuổi mới bốn mấy tuổi thôi vậy mà khớp chân đau đi không nổi. Và hai vợ chồng đi vào đây cộng tu, những đức hỏi hai vợ chồng những đức nói, tôi hỏi thật. Nói thật đi cũng như lời sám hối Tôi thấy cô chú chỉ khoảng bốn mấy tuổi mà Tuổi này đâu đến nỗi già quá Sao mà chú thấy yếu quá vậy chú Những đức tin chắc rằng Vì do quá tham dục Ăn nằm quá nhiều Nên chúng mới bị bệnh này đúng không Có nghĩa là mình phá vỡ tư tưởng Ông mạnh mẽ Ông nói rằng Đúng thật sự Thầy nói đúng Tại vì những đức coi qua sách Những đức nhắn mạnh luôn Thẳng luôn vậy Mà những đức người cũng tính thẳng thắn Thì chú nói rằng Đúng rồi thầy Tham dục nặng nề quá Vợ chồng ăn nằm nhiều quá Người giết mà mệt mỏi Tự nhiên bệnh tình Khớp chân đồ Nhất sinh sống đồ ghê quá Tuy có mới có bốn mấy tuổi mà kiệt Những đức nói Nhờ vô đây tu Nó cách ly được Nếu như cái bệnh khớp này Mà chú còn gần gũi với vợ chú là Chú bỏ mạng sớm Chú diệt vong cái mạng chú sớm Mà chết xong Còn gặp quả báo đọa lạc Chú nhớ đó Nếu mà ngưng lại Thì cái bệnh khớp này từ từ nó hồi phục lại từ từ Nhưng mà nó cũng bị tì rồi Đến cái mức này là nó kỳ quá rồi Nó từ nơi đó mà nói là Vợ chồng thương nhau mà bằng cách dục vọng là tự giết nhau Giết đối phương đó quý vị ừ. Giết đối phương đó Ấn Tổ có kể một câu chuyện Cái ông này cũng biết tu hành Vì thường dục vọng Khi bị bệnh nặng rồi ăn Tổ viết thư khuyên rằng Nên tránh cái chuyện chăn gói với vợ Thì ông tránh được một thời gian Bắt đầu ông hồi phục sức khỏe lại thì ăn tổ ngài nói Tuy như vậy nhưng không có được ăn nằm với vợ Tại vì nếu ăn nằm với vợ Nó quay bệnh lại là chết Nhưng khi đi về nhà một cái là chịu không nổi Bắt gần gũi với vợ nữa Khi gần gũi với vợ thì nó trở lại bệnh Và cuối cùng bỏ mạng chết luôn Nên khi mà bệnh tình rồi Phải cử kiên cái chuyện ăn nằm Thì sức khỏe nó sẽ mau hồi phục lại Đây là cái việc mà quý vị biết Vô cùng là quan trọng mà người đời Ít ai hiểu biết đến quý vị biết rằng đọc sách quán tổ ấn tổ ngày nói tôi là một vị tăng nhưng vì do là đệ tử của phật đà mà đức phật là đại y dương thì việc gì mà các ngài không biết nên tôi nói lên những điều mà tôi biết là tôi nghĩ gì cái chuyện giúp người chứ quý vị đừng bao giờ nghĩ tại sao vị tăng mà nhiều việc vị này biết quá nếu như những việc tôi biết mà có lợi ích cho người dù là tôi bị người ta nói tôi tôi cũng phải giúp người niệm niệm gì giúp người chứ không có ý gì khác nên tại sao người xuất gia chúng ta có thể khuyên nhau việc này, việc này là việc tế nhị vô cùng nhưng quý vị biết xã hội hôm nay vì việc tà dâm này mà hại nhiều người quá, hại luôn cái chủng tử về những đời kế tiếp. Có một gia đình này đến gặp những đức nói rằng khi nghe những đức giảng trong đoạn này thì vợ chồng mới suy nghĩ kỹ rõ ràng. Lúc người vợ mang thai đầu tiên Mang thai lần thứ hai Đôi vợ chồng này vẫn chưa nghe được Phật Pháp Khi người vợ mang thai Hai vợ chồng vẫn còn ăn nằm Ăn nằm với nhau Và những buổi giảng Những đức nói về lời ăn tổ ngày dạy Thì hai vợ chồng Cọ sát lại mới thấy ra Ồ đúng thiệt Đứa con đầu tiên Bị hư thai Đứa con thứ hai cũng bị hư là do mang thai vợ chồng còn ăn nằm ở với nhau nhiều lần Cuối cùng cái tinh vào nó diệt chết cái thai Và nó tổn âm đức giữa hai bên Thai bị chết Hư thai Hai lần bị hư thai Và lần thứ ba mới bị biết rằng Sanh được con Y ran như là ăn tổ dạy Vợ chồng vẫn còn ăn nằm mà cái này nó nhẹ hơn nó sanh được Mà sanh ra một đứa con thì nó bị bệnh Giống như là đầu óc nó chậm phát triển Mà khi sanh đứa con này ra Người nó dơ vô cùng Mình mẩy nổi một nhọt đầy Là do cái tin người đàn ông nó bao phủ cái bầu thai Bởi vì biết rằng khi người đàn bà mang thai Mà vợ chồng còn ăn nằm khi sanh cũng khó nữa Giống như nó có một cái màn bao lại Cứng chắc Khó sanh Đây là đọc qua sách ấn tổ ăn tổ dạy rất kỹ Những đứa cũng nêu lên để cho người đời Người ta nghe được để người ta tránh bớt việc này rồi những người lớn nghe được nên dạy con cháu của mình Để mà đừng dính vào cái tệ nạn này Rồi cuối cùng cái hạt giống Xanh ra nó bị hư hoại Rồi khổ cả đời Của các cháu Thì sau này đó vợ chồng này biết tu Rồi nghe những đức giảng mới biết được Đến gặp những đức mới nêu lên rằng rõ ràng Thầy ơi 100% là như vậy đó. Rồi thêm một cái nữa Nhiều đứa con gái Khi có chồng nó đâu có biết gì đâu quý vị Ăn tổ ngày dạy rằng có một câu chuyện khi hai vợ chồng này kinh lộn với nhau đang tức giận Như vậy mà đứa con nhỏ khóc lên Người mẹ này đem cái bú nhét vào miệng cho con bú để nín Đứa con bú xong té lăn ra chết Người mẹ thương con máu cho thành sữa ngọt Nếu như cái tâm địa nóng giận này sữa ngọt trở thành độc dược Khi bú sữa vậy mà chúng độc chết Còn nếu nhẹ nhẹ thì bệnh tình eo ọt khó nuôi còn hơi nặng nặng chút thì bị tai biến liệt người còn nặng luôn thì bỏ mạng mà chết Theo cái tâm sân hận đó Chuyển thành độc nặng hay độc nhẹ Đáng sợ chưa Ăn tổ ngày nói Khi tâm nóng giận đó phải để hai tiếng đồng hồ Để tâm bình khí hòa lại Ổn định lại rồi mới cho con buông Dạy rất rõ ràng Bởi vì ăn tổ là đại thế chí Bồ Tát quá thăng Chú trọng về nhân quả Đại lão Hòa tự tình không giảng thiết nói rằng những quyển sách ngày in nhiều Liễu phàm tứ quấn Du tịnh ý công gặp táo thằng những quyển sách này đâu phải trong phật giáo ngài in rất nhiều khi bây giờ mình coi kỹ rồi mình mới thấy u thì ra ấn tổ chú trọng nhân quả nên ấn tổ ngài nhắc rằng học phật mà không học nhân quả kỹ thì một phần học phật một phần tạo nghiệp nên học nhân quả cho kỹ lưỡng thì tu hành mới tiến bộ người mà hiểu nhân quả tin nhân quả thì không tạo ác nữa từ ý niệm cũng đoạn trừ như vậy thì phước báo tăng trưởng nên cái quyển sách mà khuyên người bỏ sự tham dục này học hay lắm đó quý vị nên giới thiệu cho mọi người Những đứa học chừng dài chục tập gì đó Lựa một số câu chuyện Học chừng dài chục tập Để mà dẫn dắt Những câu chuyện từ cái tâm tham dục Tham dâm này nè Mà nó phá sự nghiệp cuộc đời mình Và nhiều sinh viên đi học Mà trong những câu chuyện này Mỗi ngày những đứa học sẽ có đọc Như bữa nay những đứa gạo sơ qua Vì cái nguy hiểm của cái tâm tham dục Và thủ dâm cái tập 1 này chúng ta gạo sơ qua như vậy Rồi tiếp nói cứ nghe mỗi tập mỗi tập mỗi tập Những đức đọc những câu chuyện Bắt đầu là những câu chuyện này là cái âm đức Để mà nhắc nhở mình Có những sinh viên đi học Rồi đi thi như mà do cái tâm tham dục tham dâm Đúng là chiến thi này thi đậu Nhưng do ăn chơi tham dục Cuối cùng thi rớt Trong những câu chuyện này từ từ đọc cho các vị nghe Những sinh viên đi học đều cũng nên nghe Và mình nên giới thiệu những cái buổi học tập này Cho nhiều bạn trẻ cùng nghe để tránh đi những cái tâm địa xấu xa Để phá vỡ cái phước báo của mình Cuộc đời mình sẽ khổ đau Nên tránh Nên quý vị biết rằng chúng ta nên thành tâm Những gì làm được thì nên làm Giúp người thì nên giúp Đừng suy nghĩ cái chuyện Người ta cười chê mình mặc kệ Ai không hiểu cười chê mình mặc kệ Những điều lợi ích cho con người nên chân thật mà làm Bao nhiêu gia đình tan nát Gia đình hết phước duyên Vợ đi làm đầu này Chồng đi làm đầu nọ nặng vợ vợ đi chơi nặng chồng chồng gian díu cuối cùng thì gia đình tan nát kiếm được một chút tiền nhưng vợ chồng thì xa nhau làm sao bằng thà kiếm tiền ít mà nghe giáo dục một đôi vợ chồng hạnh phúc để dạy con ngoan ngoãn đây là cái lý tưởng đẹp vô cùng phải nhớ nên những buổi học tập này những đức chia sẻ gần gũi và xác thực tập một này chúng ta nêu lên về cái tác hại của tà dâm thủ dâm và ý niệm dâm dục những ý niệm này muốn đoạn trừ thì phải thường nhớ phật niệm phật phải đưa một ý niệm thiện nhất để vào tâm để loại những cái ý niệm xấu ác này ra bên ngoài như vậy thì chắc chắn là có kết quả hôm nay chúng ta học đến đây quý vị ai di đào phật nguyện đem công đức này hướng về không tất cả để tử và chung sanh đồng sanh về tịnh độ,